Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. These are the magic words.
chúng ta là một phần của toàn thể. Ho'oponopono là phương pháp trị liệu đặc biệt của người Hawaii cổ, giúp giải phóng những ký ức và chương trình mà chúng ta đã lưu giữ trong tiềm thức của mình. Những ký ức này được kích hoạt bởi những suy nghĩ của chúng ta. Tâm trí của chúng ta là một cỗ máy suy nghĩ. Nó sản sinh ra hàng triệu những ý nghĩ mỗi ngày, nhưng chúng ta chỉ ý thức được một phần rất nhỏ trong số hàng triệu những ý nghĩ đó. Khi một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí, chúng ta thậm chí không nhận ra rằng nó đang tự động kích hoạt một ký ức nào đó nằm sâu bên trong tiềm thức của tâm trí chúng ta. Và rồi ký ức này tự nó biểu hiện ra thành một vấn đề. Những vấn đề chẳng qua là những ký ức được tái diễn lại trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta ý thức được rằng chúng ta chịu 100% trách nhiệm cho tất cả mọi điều xảy ra trong cuộc sống của mình, thì khi đó chúng ta mới có thể chấp nhận những vấn đề như một cơ hội để xóa sạch chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Bạn không cần biết điều gì đang xảy ra và cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi, bởi vì bạn không biết tại sao bạn kích hoạt một ký ức và nó đã biểu hiện ra thành một vấn đề trong cuộc sống của bạn. Khi bạn cố gắng tự mình giải quyết những vấn đề, bạn có thể sẽ thất bại, bởi vì bạn sẽ lại một lần nữa trở về với một ký ức trong quá khứ của mình. Ví dụ, khi bạn nhìn thấy ai đó không thích, bạn không thích hành vi nào đó, con người nào đó, kiểu người nào đó, thì không phải là về họ đâu, mà chính là họ đang cho bạn nhìn thấy phần tối ở bên trong bạn. Họ đang cho bạn nhìn thấy ký ức xấu, bộ phim xấu ở bên trong bạn. Và khi bạn nhìn thấy ai đó bạn không thích họ, không thích hành vi của họ, làm bạn khó chịu, mệt mỏi, buồn chán, nghĩa là bạn đang có cơ hội được chữa lành. Và hãy cho phép sức mạnh bên trong bạn giải quyết vấn đề cho bạn, và khi đó giải pháp sẽ xuất hiện một cách hoàn hảo. Do đó, khi mà bạn không biết điều gì là tốt nhất cho mình, hãy thả lỏng, cho phép sức mạnh bên trong đưa đến cho bạn câu trả lời đúng đắn. Tôi có thể làm điều đó như thế nào? Trước hết, tôi ý thức rằng tôi chịu 100% trách nhiệm cho mọi điều
biểu hiện trong cuộc sống của mình. Và tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra bên trong tôi khiến cho tôi biểu hiện ra thành vấn đề này, khiến cho tôi nhìn thấy con người này, nhìn thấy sự kiện này. Và khi đó hãy tự nói với bản thân mình rằng tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn bạn. Chúng ta nói những câu này, chúng ta sẽ có được những điều tuyệt. Tôi yêu bạn bởi vì tôi biết rằng bên trong tôi là sức mạnh, và do đó tôi là hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Tôi xin lỗi rằng tôi đã và đang biểu hiện vấn đề này trong cuộc sống của mình, bởi vì tôi chịu 100% trách nhiệm cho tâm trí của tôi, cho cuộc đời của tôi, cho tất cả những ký ức của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi xin hỏi, xin sự tha thứ đến từ bản thân mình để tôi có thể tự động giải phóng những ký ức đau buồn trong quá khứ. Xin cảm ơn vì vấn đề này đã tự nó biểu hiện ra trong đời tôi. Nhờ đó mà tôi có thêm một cơ hội để xóa bỏ nó. Và xin cảm ơn vì vấn đề này đã được giải quyết. Hãy lặp đi lặp lại những cụm từ này. Tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi, cảm ơn bạn. Và những từ khóa này sẽ tràn đến vùng tiềm thức trong tâm trí bạn. Chúng ta đang dần giải phóng những ký ức đau buồn đã gây nên những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta và cả cuộc sống của những người khác có liên quan đến vấn đề đó. Không ai có thể biết được suy nghĩ kế tiếp của bạn là gì, bởi vì những ý nghĩ đến từ vùng tiềm thức của tâm trí. Do đó, khi mà bạn không thể kiểm soát hoàn toàn ý nghĩ kế tiếp của mình, bạn có thể tác động đến nó hoặc không. Tác động có nghĩa là xóa sạch những chương trình và ký ức chúng đã tự biểu hiện ra thành những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chỉ dựa vào vùng ý thức, bạn sẽ không hoàn toàn giải quyết được vấn đề, mà chỉ che đậy, gói ghém chúng mà thôi. Bởi vì bất kỳ vấn đề nào cũng là biểu hiện của những ký ức và chương trình trong quá khứ. Một lúc nào đó, chúng sẽ quay trở lại. Ngay khi chúng được kích hoạt một lần nữa bởi những suy nghĩ của chúng ta, điều chúng ta muốn làm là thực sự quét sạch, xóa bỏ, giải phóng hoàn toàn những ký ức và chương trình này. Khi chúng ta nói
tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Cảm ơn bạn, thì con người bên trong mình sẽ giúp chúng ta có được nguồn sức mạnh và giải phóng những ký ức đó. Lúc đó chúng ta sẽ được tự do tâm trí của mình và chuyển hóa những năng lượng này thành tình yêu gần gũi. Chúng ta đều là những cá thể hoàn hảo, độc đáo, và những vấn đề là do những chương trình và ký ức được lưu giữ trong tiềm thức của mình. Nên đầu tiên chúng ta cần chịu 100% trách nhiệm cho tất cả mọi điều xuất hiện trong cuộc sống của mình, và tự hỏi có điều gì ở trong ký ức của tôi mà tôi gặp vấn đề này, tôi gặp con người này, tôi gặp tình huống này. Và hãy nói, tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn, làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Cảm ơn bạn. Và rồi tâm trí của mình được tự do. Cảm ơn, cảm ơn.